Chi phí du học nghề Đức, tất tần tật thông tin về chi phí du học nghề tại Đức mà bạn cần phải biết. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Đào Quang Trung. Khi nghĩ đến việc du học nghề tại Đức, không ít các bạn cảm thấy hứng thú trước những cơ hội học tập và làm việc tại một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, một trong những mối quan tâm hàng đầu chính là chi phí. Để thực hiện hóa giấc mơ du học tại Đức, việc nắm rõ các khoản chi phí và chuẩn bị tài chính hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, Quang Trung sẽ chia sẻ toàn bộ các chi phí, mức thu nhập cũng như chi tiêu mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị trong việc du học nghề tại Đức của bản thân nhé. Nghe đến chi phí du học ở châu Âu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con số khổng lồ, nhưng với Đức, câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ, đó là hoàn toàn không đắt đỏ. Trên thực tế, nếu so sánh với những lợi ích mà chương trình du học nghề tại Đức mang lại, bạn sẽ thấy đây là một khoản đầu tư vô cùng hợp lý. Đối với các ngành nghề đang thiếu nhân lực tại Đức như điều dưỡng, xây dựng, tổng chi phí cần chuẩn bị vào khoảng 200 cho đến 300 triệu đồng. Đây là mức đầu tư hợp lý bởi trong những ngành này, bạn sẽ nhận được mức lương thực tập ngay từ đầu, giúp trang trải đáng kể chi phí sinh hoạt. Với các ngành nghề có mức thu nhập thấp hơn như nhà hàng, khách sạn, cơ khí, tổng chi phí dao động vào khoảng 300 cho đến 350 triệu. Trong trường hợp này thì bạn có thể tự đóng thêm một phần chi phí sinh hoạt trong thời gian đầu, nhưng vẫn được hỗ trợ một phần lương trong quá trình học. Đối với những ngành nghề không có lương thực tập và yêu cầu bạn phải tự trang trải toàn bộ chi phí trong suốt thời gian học tại Đức, như là vật lý trị liệu này và một số ngành khác, tổng chi phí có thể lên đến hàng chục ngàn euro. Điều này là do bạn sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập trong khoảng 2 đến 3 năm tại Đức mà không có nguồn thu nhập nào từ việc thực tập. Số tiền bạn chuẩn bị cho việc du học nghề tại Đức chủ yếu được sử dụng để chi trả cho các chi phí tại Việt Nam, bao gồm học tiếng Đức và hoàn thiện hồ sơ. Khi sang Đức, phần lớn các bạn sẽ phải bắt đầu thực tập và nhận lương giúp trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể chia quá trình du học nghề tại Đức thành hai giai đoạn chính với mức chi phí chi tiết như sau. Đầu tiên là giai đoạn đầu, khi các bạn ở Việt Nam, chi phí học tiếng Đức sẽ phụ thuộc vào năng lực học tập của bạn và chất lượng của trung tâm đào tạo. Nếu bạn có khả năng học tập tốt, lựa chọn một trung tâm uy tín, bạn có thể đạt được chứng chỉ B1 sau khoảng từ 6 cho đến 7 tháng với chi phí dao động từ khoảng 35 đến 45 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn có sức học trung bình hoặc học tại các trung tâm không đảm bảo chất lượng, thời gian học có thể lên đến 12 cho đến 24 tháng và thậm chí là lâu hơn. Chi phí dịch vụ và hồ sơ du học nghề tại Đức có thể khác nhau tùy vào chính sách của từng công ty hoặc trung tâm du học cũng như các dịch vụ đi kèm trong gói dịch vụ mà bạn lựa chọn. Nếu như bạn lựa chọn các gói dịch vụ chọn gói bao gồm cả việc học tiếng Đức đến trình độ B1, chi phí trung bình dao động khoảng 7.000 cho đến 10.000 euro, tương đương khoảng 190 cho đến 260 triệu đồng. Hiện nay thì yêu cầu về trình độ tiếng Đức đối với du học sinh nghề tại Đức đã được điều chỉnh từ B2 xuống còn B1. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đạt trình độ B1 trước khi sang Đức, bạn có thể bắt đầu chương trình học nghề mà không cần phải học thêm khóa tiếng Đức, giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể. Tuy nhiên, nếu như bạn mới chỉ đạt trình độ A2, bạn cần phải học thêm khóa B1 tại Đức. Chi phí khóa học B1 kéo dài từ 6 tháng tại Đức dự kiến vào khoảng 2.000 euro. Tuy nhiên, số tiền này có thể giảm hoặc được miễn phí nếu bạn nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các quỹ hỗ trợ. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần chuẩn bị chi phí sinh hoạt trong thời gian học B1. Ước tính đâu đó khoảng 861 euro cho một tháng theo quy định tại Đại sứ quán Đức. Đối với các ngành nghề đang rất thiếu nhân lực tại Đức, bạn sẽ không phải lo lắng về học phí và chương trình học nghề được miễn phí hoàn toàn. Các ngành nghề như là điều dưỡng này, nhà hàng khách sạn, xây dựng, cơ khí và nhiều ngành khác nằm trong 50 nhóm ngành nghề được Đức xếp hạng vào mục thiếu nhân lực trầm trọng. Ngược lại, nếu như bạn lựa chọn ngành nghề chưa thuộc danh mục này, bạn có thể phải chi trả học phí. Mức học phí sẽ phụ thuộc vào ngành nghề và trường học bạn lựa chọn. Khi du học nghề tại Đức, sinh viên quốc tế, đặc biệt là những người cần thị thực nhập cảnh, phải xuất trình bằng chứng đủ tài chính để đảm bảo khả năng sinh hoạt trong suốt quá trình học tập. Tính đến năm 2024, ước tính chính thức cho sinh viên quốc tế cần khoảng 934 euro mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt, tương đương với khoảng 11.208 euro mỗi năm. Đây là mức chi phí bao gồm tiền ăn uống này, quần áo này, giải trí, tài liệu học tập này và các chi tiêu cá nhân khác. Để được cấp thị thực, sinh viên cần chứng minh khả năng tài chính này thông qua việc mở một tài khoản bị chặn, block account tại Đức.
Hy vọng với những thông tin chi tiết về chi phí du học nghề tại Đức, bạn đã có những cái nhìn rõ ràng và cụ thể hơn để chuẩn bị cho mình một hành trình học tập sắp tới nhé. Hãy lên kế hoạch tài chính một cách thông minh và vững vàng để biến ước mơ du học Đức của bạn thành hiện thực mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Nếu như bạn thấy video này của Đào Quang Trung hay, hữu ích, hãy like, share cũng như subscribe kênh YouTube của mình để có thể xem được nhiều video hữu ích mỗi ngày nhé. Đào Quang Trung xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.